Hello mọi người, và hôm nay sẽ là một chiếc clip tiếp theo. Ngày đấu này thì chúng ta sẽ tìm ra những đội bóng để vào vòng trong nhé. Và ngay phía sau mình có một đội bóng nhí đang, trời ơi, trang phục dân tộc phải nói là rất là đẹp luôn này mọi người ơi. Trời ơi, bạn nào trông cũng rất là đẹp trai và rất là tuyệt vời luôn này. Rồi, chào em. Rồi, ai đội trưởng, ok. Rồi, anh phỏng vấn một chút nhé, đội bóng của mình đội tên là gì nhỉ? Đội tên là trường tiểu học Vĩnh Lộc. Trường tiểu học Vĩnh Lộc à? Toàn đội hôm qua có nghỉ ngủ ngon không? Có. Ngon không? Có. Hôm nay mặc trang phục này rất là đẹp nhỉ. Bọn em là người đồng bào dân tộc gì? Em dân tộc Kinh. Em? Em dân tộc Tày. Em? Em Nùng. Wow, em dân tộc gì? Em dân tộc Kinh. Em dân tộc gì? Em dân tộc Kinh. Em dân tộc Kinh. Em dân tộc Tày. Tày à? Còn em? Em dân tộc Tày. Các bạn dân tộc Tày rất là nhiều này. Và chúng ta thấy là một đội bóng mà rất là đa sắc tộc như thế này thì hy vọng là các em hôm nay sẽ chơi được thật là hay, thật là tuyệt vời và chiến thắng tiếp tục nhé, đồng ý không? Ok, bây giờ mình đập tay một cái được nhau không? Nào, tay đâu? 1, 2, 3, yes! Rồi. Cho bao nhiêu đam mê dâng lên nơi con tim này, cứ nghĩ đến vinh quang cho đôi chân này thêm sức chạy. Yeah, từng bay lên cao đi papa bờ. Sút chai bóng mê say, mama bay lại đây đỡ ngày. Chớp chớp tăng ga thêm sức mạnh, nhịp cùng lối chơi đang tung hoành. Những cú sút bóng rất cool vì có anh em bên cạnh. Tám tốt hết sức dâng lên cao nào, cố gắng bứt phá lấy hết vinh quang về. Cúp về tay ai được đứng trên bục huy hoàng. Nếu có những lúc yêu mềm, hãy luôn tin rằng chiến thắng sẽ đến không xa vì chúng ta là vô địch. Ngày mai cùng quân ta ghi bàn để khiến giấc mơ này huy hoàng. Bàn thắng sẽ mang về chiến công vang dội. Ngày mai cùng quân ta ghi bàn vì quân luôn tiếp thêm sức mạnh. Vậy ai trong số đó chúng ta quân nào? Xin chào tất cả bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Hiện tại tôi đang có mặt tại Tuyên Quang và chúng ta sẽ cùng chứng kiến một trong những trận đấu hấp dẫn nhất giải Cun Siêu Phàm. Một giải đấu vô cùng hấp dẫn lần đầu tiên được tổ chức tại vùng cao, cụ thể hơn nữa là Tuyên Quang. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần định lượng trận đấu. Sút bóng vào! Ngay lập tức thì những giây đầu trận đấu đã có một siêu phẩm được lập ra. Một cú sút phải nói vô cùng khó, không có một cơ hội nào để thủ môn có thể chạm tay vào bóng. Và tiếp tục đến với những tình huống sau đó. Vâng, rất khéo léo. Vừa rồi là tình huống xử lý Harry Maguire và một thời cơ sút bóng. Bóng vẫn còn trong cuộc. Không có được một cú sút bồi thành công. Vâng, bóng đi ra ngoài mất rồi. Bóng đang được luân chuyển ở phần giữa sân. Vâng, rất đông các cầu thủ áo cam và áo xanh đang ở phần giữa sân. Sút bóng không được, không đủ khó. Bóng đi thẳng vào vị trí của thủ môn bên phía áo xanh đã chọn từ trước. Phần bóng này rất nhanh, vâng, và đã có bàn thắng dành cho đội bóng áo xanh rồi. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho đội áo xanh. Vâng, và tiếp đến là một trận đấu kế bên cạnh. Vâng, chuyền bóng vào trong không được. Đã có một tình huống phá bóng lên rồi. Vâng, hình ảnh rất đẹp, phụ huynh của các cầu thủ đang ngồi ở ngoài để có thể chứng kiến trận đấu này. Vâng, đến tiếp tục với những diễn biến của trận đấu. Tạt bóng vào trong không được, bóng đi không đủ lực. Phá bóng lên rất nhanh, vâng, có vẻ là một sai lầm của thủ môn rồi. Nhưng các cầu thủ áo cam đã không tận dụng thành công. Vâng, rất quyết liệt. Bóng được phá lên về lại chân các cầu thủ áo cam rồi. Vâng, vẫn tranh chấp rất quyết liệt, rất máu lửa, đẩy bóng lên, qua được người rồi. Một tình huống, một thời cơ, không được. Vâng, tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận đấu giữa Yên Lập và Tân An. Vâng, những tình huống tranh chấp rất quyết liệt ở phần giữa sân. Tình huống băng ra rất hợp lý của thủ môn, tạt bóng vào trong. Và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ Yên Lập. Một tình huống đánh đầu, phải nói là vô cùng dũng mãnh. Vâng, 1-0 dành cho các cầu thủ Yên Lập. Sút bóng trong không được. Vừa rồi là một tình huống uy hiếp khung thành của các cầu thủ Yên Lập. Vâng, bóng đang được lên chuyển lên, sút bóng không được, không đủ khó. Một tình huống sút bóng không đủ khó để có thể đánh bại được thủ môn của bên phía Tân An. Vâng, bóng lại trở về chân với các cầu thủ Yên Lập. Vâng, vô cùng lộn xộn, qua được người rồi, sút bóng vào. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm vô cùng quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-0 dành cho các cầu thủ Yên Lập. Một đinh ba mũi nhọn, tấn công vô cùng sắc bén của các cầu thủ Yên Lập. Vâng, tiếp tục với trận đấu, tình huống tiếp theo ngay sau đó rất khỏe. Vâng, tốc độ rất khỏe, tạt bóng vào trong, không có ai nhận bóng cả. Tiếp tục vẫn là rất máu lửa của hai cầu thủ Tân An và Yên Lập. Sẽ là tình huống đá biên. Vâng,
cướp bóng rất nhanh, vẫn là cầu thủ số 10. Không được rồi, đường truyền không hiểu ý nhưng vẫn là một thời cơ. Sút bóng không trúng gôn. Rất đáng tiếc một đội bị bỏ qua. Dành cho cầu thủ Yên Lập. Tiếp tục tạt bóng vào trong. Rất nguy hiểm, rất lộn xộn. Bóng vẫn còn. Không được. Vâng, rất đáng tiếc, thêm một cơ hội nữa bị bỏ qua. Vẫn là cầu thủ Yên Lập. Wow, không thể nói nhiều hơn nữa. 3-0. Thêm một siêu phẩm nữa dành cho các cầu thủ Yên Lập. Và đó là cầu thủ số 10. Vâng, một cú treo bóng phải nói là từ góc máy này chúng ta mới có thể thấy được độ khó của nó. Vâng, rất cao. Thủ môn của bên phía Tân An thì đã bay người hết cỡ rồi. Không có một cơ hội nào để cản phá cả. 3-0 dành cho các cầu thủ Yên Lập. Vâng, và ngay sau đó hồi còi kết thúc trận đấu cũng đã được vang lên. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những lượt trận tiếp theo của vòng loại giải đấu Cun Siêu Phàm lần đầu được tổ chức tại vùng cao. Bây giờ là lượt trận thứ 3 của giải đấu Cun Siêu Phàm mọi người nhá. Lúc này thì buổi trưa. Đây anh em đây, nãy giờ là quay được rất nhiều clip hay đúng không? Nãy giờ Huỳnh làm MC à? Em là MC em không biết nói gì. Không biết nói gì thì phải tập nói nhiều cho nó giỏi chứ đúng không? Việt Anh thì sao, nãy giờ quay được nhiều không? Quay được 2 cái. Cảm giác vui không? Không vui. Tại sao không vui? Quay nhiều mà được bằng anh Phúc và Minh Nhật. Ôi giời ơi, thôi đi ông ạ. Đừng có nói như thế. Anh thấy em quay rất nhiều clip rất hay đấy mọi người. 2 cái thôi. 2 cái hay là được. Nhật thì sao? Như chạy Grab. Như chạy Grab à? Thật. Từ đó là kiểu cầm cái mũ vây vây này. Xong rồi em chạy quay sân. Từ đấy rồi thế mà không cố gắng được khoảng 6-7 clip. Thật ra thì có rất nhiều nội dung thú vị. Ngày hôm nay mình cảm giác là có nhiều cái pha bóng mà rất hài hước ấy. Và anh này đầu tiên tăng nhiệt thì em cảm giác là sao? Em còn thấy máy em nó nóng bỏng rồi anh ạ. Nóng bỏng luôn à? Vâng, nóng bỏng phải tháo mà. Em rất là hot đúng không? Hết sạch pin. Ok. Thôi em sang bên kia tăng nghiệp đi này, đang đá. Ok, cố lên nhá. Anh chờ đợi clip của Van Anh nhá. Thật sự rất là vui khi mà tất cả anh em cùng trở lại và cùng làm những cái điều ý nghĩa cùng thể thao bóng đá như này. Rất là hạnh phúc mọi người ạ. Và đây là đại chàng trai chụp ảnh của chúng ta ngày hôm nay. Chụp hình đẹp không em? Em có, em chụp bây giờ là cũng phải gần 1.000 cái rồi. Wow. Rất là nhiều pha bóng hay và những tình huống quyết liệt. Okay. À, em đã ghi lại khoảnh khắc. Rất là cảm ơn Đại đã đồng hành cùng với cả giải đấu lần này nhá. Tuyệt vời, cảm ơn em rất nhiều. Vâng, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Và ngay sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu hiệp 2 của Yên Lập và Tân An. Vâng, vẫn là các cầu thủ Tân An. Sút bóng không vào. Một tình huống cứu thua 10-10 của thủ môn bên phía Tân An. Vâng, bóng đã đi vọt sang ngang trong gang tấc rồi. Vâng, và tiếp tục là vất các cầu thủ Tân An. Không được rồi, suýt nữa thì đã có một sai lầm. Cố lên nha. Đấy, hòa 2-2 rồi đấy. Đã năng lượng cùng với cả Quân sẽ gọi lấy bạch nha. Đấy, và sẽ hỗ trợ tăng chiều cao và có thêm sức khỏe cho các em. Rồi, ngon rồi, ngon rồi. Tốt, good job, bro. Thưởng nóng à, thưởng nóng, thưởng nóng. À, thưởng nóng luôn, thưởng nóng. Trời ơi, 400 luôn. Ok. Chủ quýt đâu ơi? Đây là chị cô Huỳnh rất là nhiệt tình. Đây là hiệu trưởng trường tiểu học Kim Bình. À, vâng, cô giáo rất là nhiệt tình đây. Đấy nhá, sướng nhá. Thế là vào tứ kết rồi, cố gắng trận sau chiến thắng tiếp nhá. Ok, đấy, để hiểu rất là tốt nữa. Bóng đá tất nhiên là có thắng, có thua, thậm chí thảm bại hay là thắng tưng bừng cũng là chuyện bình thường. Thật vậy, thắng thua trong bóng đá là những điều không thể tránh khỏi, nhưng chính những thất bại sẽ giúp cho các cầu thủ và đội bóng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Trong thể thao, điều quan trọng nhất không phải là thắng thua, mà là tinh thần đồng đội, là ý chí chiến đấu. Lúc nãy cầu thủ này bị thay ra một lúc trong hiệp 1, xong cầu thủ này vào chạy hết hiệp 2 luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ trao tặng dành cho em ý một hộp sữa Cun. Đấy, sữa này sẽ giúp em hỗ trợ tăng chiều cao và tăng thể lực trong trận đấu. Ok, chúc em, bắt tay. Đây, cố gắng nha, cố gắng trận sau nha. Cảm ơn mọi người nha, cảm ơn mọi người rất nhiều ngày hôm nay. Rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hôm nay hôm xem bóng đá vui không? Lát nữa thì anh sẽ đăng clip lên YouTube, mọi người lên YouTube xem nhá. Ok nhé, thì nhớ lên kênh Lucky Book xem nhá. Mọi người rất nhiều này. Rồi, rồi, ok. Thưa quý bạn và các vị, thì sau đây sẽ là những cái tên đã lọt vào vòng tứ kết, bao gồm bảng A, trường tiểu học Hòa An, tiểu học Phú Thịnh, bảng B, tiểu học Kim Bình, tiểu học Chi Phú,
bảng C tiểu học Yên Lập, tiểu học Tân An, và bảng D tiểu học Vĩnh Lộc, tiểu học Hùng Mỹ.